Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh lên trình bày diễn văn kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa anh linh Đức vua An Dương Vương, kính thưa anh linh Đức vua Ngô Quyền, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các sở, ngành, thành phố Hà Nội. Kính thưa đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hôm nay Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa năm 939-2024. Đây là dịp để chúng ta tìm lại về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, cách mạng của quê hương Đông Anh, giá trị di sản văn hóa của khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, nơi hai lần được chọn làm kinh đô nước Việt. Tại buổi lễ trọng thể ngày hôm nay, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, thục phán An Dương Vương đã thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, lập ra nhà nước Âu Lạc, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Cổ Loa trở thành một tổ hợp kinh thành, quân thành, thị thành đầu tiên của dân tộc, một trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa đầu tiên của nước ta. Cách đây 1085 năm, sau chiến thắng oanh liệt đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng mùa xuân năm 939, Đức vua Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà nước Ngô, chọn Cổ Loa làm kinh đô với ý nghĩa nối tiếp sự nghiệp dựng nước đời Hùng Vương và An Dương Vương, tạo nên bước ngoặt vĩ đại của lịch sử, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, mở ra một kỷ nguyên phát triển của quốc gia độc lập tự chủ trên đất nước Việt Nam. Với chiến công oanh liệt trên sông Bạch Đằng và việc xưng vương lập ra nhà Ngô trị vì đất nước từ năm 939 đến năm 944, Đức vua Ngô Quyền đã được lịch sử tôn vinh là vị tổ trung hưng của đất nước Việt Nam. Đây là dịp để nhân dân Đông Anh tự hào phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ ông cha đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn về sự nghiệp trung hưng đất nước của Đức vua Ngô Quyền trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong thời khắc trang nghiêm, xúc động và đặc biệt đầy ý nghĩa này, chúng ta thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiên đế, tiền nhân đã có công khai mở, lập lên nhà nước Âu Lạc và nhà nước Ngô Vương Quyền. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Đức vua Ngô Quyền, vị tổ trung hưng của đất nước, là một thành tố quan trọng để Cổ Loa trở thành khu di tích quốc gia đặc biệt. Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các cấp và nhân dân huyện Đông Anh, nhân dân Cổ Loa luôn trân trọng và gìn giữ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời luôn mong muốn
có đền thờ Đức Vua Ngô Quyền, có công viên di sản, nơi để đời đời tưởng nhớ, ghi công và biết ơn Đức Vua và các bậc tiền nhân, để nhân dân cả nước thành kính dâng tưởng niệm, tổ chức lễ hội xưng vương hàng năm nhằm giáo dục lịch sử, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy, trong những năm qua, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã chủ động đề xuất và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương chọn vị trí, địa điểm xây dựng đền thờ Đức Vua Ngô Quyền, được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương dự án xây dựng đền thờ Đức Vua Ngô Quyền với tổng mức đầu tư dự kiến 298,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025. Cùng với việc tổ chức kỷ niệm 1085 năm Đức Vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh mong muốn sau khi đền thờ Đức Vua Ngô Quyền hoàn thành, lễ hội Đức Vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa sẽ trở thành lễ hội văn hóa truyền thống hàng năm được tổ chức tại đền vào ngày 12 tháng 3 âm lịch. Đây là ngày lễ chính hội với ý nghĩa là ngày sinh của Đức Vua Ngô Quyền, đồng thời mang ý nghĩa nối nghiệp quốc thống, tỏ rõ ý nguyện tiếp tục sự nghiệp dựng nước, giữ nước từ thời Văn Lang Âu Lạc ngay sau ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, lễ kỷ niệm 1085 năm Đức Vua Ngô Quyền xưng vương định đô ở Cổ Loa ngày hôm nay được tổ chức tại đình Ngự Triều Di Quy, khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa là hoạt động cụ thể để cụ thể hóa nghị quyết của đại hội các cấp về tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo, phát huy văn hóa truyền thống và phát huy thực hiện công nghiệp văn hóa. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, một lần nữa thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện